Dạ sư cho con hỏi, nếu mình đi học mà mình học giỏi mà đến ngày thi mình bày bài cho mấy bạn khác và nhờ mình bày nên bạn được lên lớp thì mình có phước vì mình bày kiến thức cho người khác. Nhưng ngược lại một số người nói làm vậy là hại bạn vì không có kiến thức mà được lên lớp sẽ hỏng kiến thức. Vậy trong trường hợp này thì mình có phước hay là sai nhân quả? Trừ khi nào á mà mình dạy cho bạn để bạn có kiến thức á, thì đó mới gọi là phước nha. Hơn nữa có một cái mà quý vị không có để ý này. Cái sự chân thật á, là điều rất quan trọng. Mặc dù hầu hết những kiến thức chúng ta học ở phổ thông thì khi mà ra đời thì mình cũng không biết để làm cái gì. Thậm chí bây giờ một số môn thì giờ sư cũng không biết là bây giờ sư ngồi ở đây thì những cái kiến thức hồi xưa để mà ngồi cân bằng hóa kỵ á, kiếm số môn thì rốt cuộc bây giờ nó để làm cái gì thì sư cũng không biết nữa. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mình nên dối trá. Mình nên gọi là lừa dối thì đó là điều không nên. Cho nên á, điều quan trọng nhất là chúng ta có sự chân thật, chân thật với chính mình. Còn nếu như mình muốn giúp bạn thì mình có thể giúp bạn trước đó, ví dụ như giúp bạn ôn bài, giúp bạn học bài, chứ không phải là mình giúp bạn dối trá ha. Thì nó giống cái trường hợp này nè. Một ở trong tạng luật phần tội bất cộng trụ, cái tội trộm cắp, thì có một vị tỷ kheo khi mà đi chung với đoàn thương nhân á, thì có một người thương nhân xin vị ấy cất giùm những cái viên dạ minh châu. Tại vì khi mà cất như vậy á, thì người ta đâu có ai xét ông sư, thì sau khi mà qua thì trả lại. Tại vì như thế thì cái người đó thì họ sẽ không phải đóng thuế. Và khi trình bày đến Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn nói ông đã phạm bất cộng trụ rồi. Tại vì ông mình cứ nghĩ mình giúp người ta nhưng cái giúp đó là cái giúp dối trá, giúp có hại thì đó mình không có nên. Có những cái giúp mà nó giúp chúng ta đi lên nhưng cũng có những cái giúp nó đưa chúng ta đi xuống. Thành ra hãy cẩn trọng về vấn đề này. Và không biết là Đại Đức Tề Tường thì có ý kiến khác hay là phản biện gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì khi phân tích nãy Đại Đức có nói về cái vấn đề mà, tại vì phải nói rõ vấn đề này, nhiều khi lại nghe một số vị nghe không có rõ nữa, lại lại nói cái trường hợp đó là sự hành tại nó không đúng nữa. Là như vậy thưa quý vị, là cái trường hợp Đức Hành Tuệ nói là đúng, nó rõ là như vậy nè, là cái vị đó nhận thức rõ cái viên ngọc đó, đó cái viên ngọc đó, đó là khi mà giúp cái ông thương nhân đó, đó mà đem qua chúng thế đó, mà có nghĩa là biết rõ, nghe biết rõ là chúng thế, thì đem qua thì đúng là khi mẫu Thế Tôn đó, là cái vị đó là đầy đủ chi để Thế Tôn nói là phạm bất cộng trụ. Thì trong đó là cũng có một cái trường hợp đó, trường hợp là có một vị tỳ kheo cũng không biết nữa, có nghĩa là bị bỏ vô, quý vị hiểu không, vô tình bỏ vô rồi. Quan kia qua tới hồi quan kia, cái ông kia nói nãy tôi bỏ vô cái ngọc của mấy ngài, giờ cho tôi xin lại đi. Thì cái vị đó, vị tỳ kheo lên cũng thắc mắc, nói là nghi ngờ, gọi nghi ngờ, nói là trường hợp trên con vậy đó, thì sao. Thì cái vị tỳ kheo đó trình bày lại nguyên sự việc, nguyên sự văn, nó nói là con không biết, tự nhiên ông bỏ vô cái, còn con qua cái ông đòi lại con phải trả thì sao giờ. Thì Đức Thế Tôn nói trường hợp này thì nó không có phạm đó, cho nên là sư muốn phân tích để cho quý vị hiểu rõ, để nhiều khi quý vị nghe nghe để Đức Hành Tại nói là Đức Hành Tại nói thì nó chính xác, nói là không không có sai, nhưng mà nói nghe cái nói là
nghĩa là không nói rõ, đôi khi nói là ông sư thầy ông nói sai, nói là vậy thôi mà không dụ nó khổ vậy. Còn quay lại vấn đề chính ha, quay lại vấn đề chính thì đúng là như vậy thưa vị, có nghĩa là vốn dĩ về cái đường đời mình á, cái pháp đời mình á, ông bà xưa ta có câu gì, giúp thì phải giúp cái cần câu, giúp cái cần câu chứ đừng giúp con cá. Nó quá rõ ràng, nghĩa là về mặt đạo, về mặt đời, xin lỗi, về mặt đời vậy, nó cũng đã trong trường hợp này phân tích đã đúng rồi, thì huống gì là đạo thưa vị. Tại vì như mình biết rồi đó, mình ngay trong cái vấn đề đạo đi, mà mình giúp người ta là giúp người ta hướng đến con đường mà nó phải, nó luôn hướng về thiện. Cái con người người đó làm ban đầu họ có thể sai thiệt, nhưng mà cái chiều hướng mình giúp đó là để sau đó, sau thì cái đó, đó là người đó phải luôn hướng về thiện, thì cái đó mình giúp đúng. Giống như trường hợp này Đức Hạnh Tại nói xưa cũng hoàn toàn đồng ý, thật sự như vậy, có nghĩa là mình nói mình giúp cái hành động đó là thiện. Ví dụ bây giờ nó đứa bạn mình đi, nó ngồi sau đó nó giúp là giúp tao đi, tao mà không có nó, mày không có giúp ba mẹ, mà bình thường nó lại là lười biếng, không xưa nói nhưng mà lười biếng ham chơi đó, rồi không có chịu học hành, thậm chí mình có giúp nó cũng không chịu, nhưng mà khi thi á, thì cứ ngồi sau mèo mày không giúp tao, ba mẹ đã đánh tao rồi đủ lý do, tao mà bị rớt hay gì đó, đúng không, là ba mẹ tao rồi cãi nhau ly dị thì nó đưa ra đủ lý do, mà mình nói là mình giúp như vậy nó thiện thì nó không đúng thưa vị. Tại vì cái mình nghĩ là thiện nhưng mình giúp nó thì sau này á, là cái tình trạng của nó là chỉ tệ và tệ hơn thôi, là thiên về cái chuyện bất thiện. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp suy nghĩ là như vậy, suy mở rộng thêm trường hợp nữa, trường hợp mà giống như là cũng là chỉ kiến thức, nhưng mà giống như là đối đế là lỡ quên, thấy không, lỡ quên, nghĩa là đứa này bản chất nó không phải là lười biếng, nó lười không, bản chất không phải là lười biếng hay là không học hành gì, nhưng mà khi đi thi á, nó có cái tật gì, nó có cái nghiệp gì đó, đôi khi nó bị quên cái đó, hay là nó bị quên cái câu hỏi đó, hay là nó học bài học thuộc rồi nhưng mà lên trên thi nó rung cái kiểu này nọ, thì cái trường hợp này là những cái hợp này là mình vẫn quy gọi là giúp nó được thì vẫn gọi là thiện được thưa vị. Quan trọng là từng cái tình tiết mà mình cân nhắc, nhưng mà chung quy là tóm gọn lại là sư vẫn đồng ý với quan điểm của Đức Hạnh Tuệ là mình giúp giúp là phải giúp cái cần câu chứ đừng giúp con cá. Tại vì một cái đứa mà có xu hướng mà nó lười biếng, nó không có học hành, mình cứ đem đó là mình nói là nó giúp vậy là cho có phước cái này nọ, thì mình chỉ giúp, mình chỉ khiến cho cái tình trạng nó tệ hơn thôi, mà lỡ may nó ra nó hên hên nó ra nó làm cái, nó không có năng lực thiệt mà nó đậu, nó làm vô những nghề mà liên quan đến tính mạng con người á, mà còn gây hại cho người ta thêm nữa. Đó đó là cái ý kiến riêng của sư đưa ra, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Nhắc mới nhớ. Bây giờ quý vị nếu như mình đi khám bác sĩ á, chuẩn bị đi mổ, leo lên trên bàn mổ đi, thì bác sĩ ông bác sĩ mổ trưởng trong mổ phó hai ông nói nha, anh yên tâm, này là bạn tôi, hai 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 bác sĩ này là bạn nhau. Ông bác sĩ này là không, đúng rồi, sư nhớ câu chuyện cười. Cái anh một cái anh bác sĩ, tới cái lúc mà ảnh chuẩn bị ảnh đi mổ á, ảnh lên trên bàn á, ảnh nhìn nhìn cái ông bác sĩ mà mổ chính cho ảnh á, ảnh hết hồn, ảnh muốn, ảnh đòi một hai, ảnh đòi hủy cho bằng được, ảnh không muốn, ảnh không dám, ảnh không muốn mổ nữa. Thì người ta hỏi tại sao, nói cái ông bác sĩ này hồi xưa tôi học đi thi với nó, tôi chỉ bài cho nó lên lớp, cho nên là bây giờ tôi không dám cho nó mổ. Nhờ tôi chỉ bài mà nó tốt nghiệp á, cho nên bây giờ tôi không dám cho nó mổ. Đó, thì cái trường hợp mình coi chừng nó cũng y chang vậy. Ừ, hãy cẩn thận. Ừ. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.